Tiên một thành viên đang hợp tác chúng tôi ra đi, cho nên là anh em tôi xin lên đây để chia sẻ với một bạn Chúa. Kính thưa quý cha, quý sơ, bác Hảo, các vị trưởng thượng, chị Thanh, các cháu và thầy Trang Quyến cùng tập thể của đoàn Chúa, con xin đại diện cho anh em ban hướng dẫn và sự được công đoàn được nghe những chuyện anh em xin chia sẻ về điều mà anh Phêrô đặt vấn cao nói về biết anh Phêrô cao thì phải nói là gia đình của vợ và anh em tôi đi cùng công đoàn biết gia đình anh chị là phải nói là mấy chục năm, nhưng mà để hiểu được về cao thì chúng gần đây khoảng độ hơn 6 năm thì thấy anh mời anh vô khi mà anh sẽ tự vững mở mang thêm cho anh cao thì anh tham gia công tác cho đoàn thì anh nói là nếu làm gì được cho cục đoàn thì anh sẵn sàng làm, và từ đó anh làm việc rất xuất sắc với anh em trong ban hướng dẫn trật tự của anh em. Nói về đời thì anh cao lớn tuổi hơn tôi, chức vụ trong quân đội ngày xưa đó, anh cũng đã lớn hơn tôi. Bởi vậy mà sau này tôi mới biết anh có nhiều đức tính rất là tốt. Anh khiêm nhường, ít nói, hăng say làm việc và thứ nhất không bằng phận lòng ai. Hàng năm hỗ trợ gây quỹ giáo xứ đều cũng đạt tích cực. Ngay cả khi anh bệnh hay là anh đi quãng đi lễ, tôi anh đang muốn dâng của lại anh xin vâng anh và anh rất yêu. Cách đây vài tháng đã hai lần gặp nhau độ vài ba tuần, khi gặp anh lại ở thảo hỏi anh là anh có khỏe không, anh nói không khỏe lắm, nhưng mà nếu Chúa gọi tôi về thì tôi xin cảm ơn tất cả. Không biết điều đó anh có nói với ai không, anh nói cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn mọi người. Hai lần thì đó con chuyện anh đã sửa soạn sẵn sàng để với Chúa. Còn một thấy rất buồn khi mất thành viên rất đặc lực xót xa. Này Chúa đã hỏi anh về, xin anh cầu nguyện Chúa Giêsu thánh thể của Cha và Mẹ cho chị các cháu để vững niềm tin để cho đến khi gặp anh trên đất này. Cũng xin anh cầu cho anh em tôi còn lại thời gian này nói gương anh sống tốt hơn, số sáng hơn trên thế gian này để hy vọng các bạn anh đời về trời. Vì anh là thành viên ban hướng dẫn để từ cộng đoàn này ông chịu anh em, chúng con xin nhiều thánh lễ Misa do các dòng thánh tâm Chúa Giêsu cầu nguyện cho anh hàng ngày. Ngày mai trong thánh lễ chữ thứ bảy thánh hoàng anh em có cũng xin thánh lễ cầu thánh hoàng Phêrô và anh cao như thường lệ. Chúng con xin đại diện cho anh em ban hướng dẫn và giữ cộng đoàn anh em xin thành thật chia buồn cùng chị Thanh, các cháu cùng toàn thể tăng quyến trong sự mất mát lớn lao này. Xin Chúa là nhân từ qua lời cầu xin mẹ đồng trinh Maria mở rộng vòng tay đón linh hồn Phêrô về Chúa. Xin mời đại diện lên nhóm tổ sư của công đoàn Đức Mẹ Mục Trời Anh Em. Kính thưa chị Thân, và toàn thể quý vị trong tăng quyến, tôi xin đại diện quý anh chị của Silista Liên Nhóm Anaheim xin gửi lời thành kính phân ưu đến chị và đại trang quyến trước sự ra đi vĩnh viễn của anh Phêrô Văn Cao, là chồng, là người bạn đời và là người cha của ba con. Và anh Phêrô cũng là người mà tất cả các anh chị của Silista Liên Nhóm Anaheim
rất quý mến, vì anh có tính tình rất vui vẻ và hiền hòa. Một lần tôi gặp anh ở trong nhà thờ, tôi hỏi anh tại sao thấy anh vui vẻ và có vẻ thanh thoát quá, thì anh đặt vai tôi và cười phò rồi nói mình lúc nào cũng sẵn sàng, nếu Chúa gọi thì sẵn sàng ra đi. Với trên 10 năm, Chúa đã ban cho anh một thời gian khá lâu để chuẩn bị rất chu đáo con đường về nhà cha. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa về hồng ân này. Như lời Thánh Phao-lô trong thư Philip 1 câu 21: vì đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi, thì quả thật là niềm an ủi lớn lao cho tất cả chúng ta là những người đặt trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa. Ngay sáng sớm ngày thứ ba, khi được tin anh qua đời, chúng tôi đã làm đơn gửi về dòng Don Bosco ở tại New York để xin cho anh thánh lễ đời đời. Và thánh lễ này sẽ được dâng mỗi ngày tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Roma và do các gia dòng Don Bosco đảm nhiệm. Nguyện xin Thầy Chí Thánh đón nhận linh hồn anh Phêrô vào Thiên Quốc, cũng như đón nhận người làm vườn nho đến vào đúng cuối giờ, vì tất cả đều lãnh thù lao bằng nhau, dù làm nhiều hay làm ít, tượng trưng cho đời sống vĩnh cửu. Đó là món quà đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Hôm nay chúng ta đến đây không phải là để nói lời vĩnh biệt với anh, nhưng chúng ta chỉ nói lời chào tạm biệt anh mà thôi, vì tôi tin chắc rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp anh lại trên nước cha hàng xóm. Một lần nữa, xin đại diện liên nhóm Anaheim, tôi thành kính gửi lời chia buồn đến đại tang quyến và đặc biệt đến chị thuộc Silispa Cecilia Trần Thị Thanh, người vợ thật đảm đang của anh Cao, đã yêu thương anh hết lòng và tận tình chăm sóc cho anh. Nguyện xin cho linh hồn Phêrô được an nghỉ muôn đời trong Chúa phục sinh. Và sau đây chúng ta kính mời các đại diện phong trào Cusillo ngành Việt Nam giáo phận Florence. Xin. Kính thưa quý vị trong tạm quyền, đặc biệt là chị Thành và các cháu được tin buồn anh Cusilispa Phêrô Bạch Văn Ca, là người bạn đường của chị, là những người bố của các cháu, là người thân của quý vị, đã được Thầy Chí Thánh gọi về cõi Vĩnh Phúc, hưởng thọ 62 tuổi. Trong cái sự mất mát to lớn đó, đại diện cho anh chị em trong văn phòng điều hành và toàn thể quý anh chị trong phong trào Cusio ngành Việt Nam tại giáo phận Orange, xin gửi tới chị Thanh, các cháu và quý vị trong tạm quyến lời thành kính phân hữu. Nguyện xin Thầy Chí Thánh qua lời bầu cử của Thánh cả Phêrô sớm đưa linh hồn anh Cusilispa Bạch Văn Ca hưởng nhà Thánh Chúa, và trong giờ phút đây ở tại trung tâm Công giáo, trong tuần tịnh tâm thứ bảy của phong trào, cha chủ tế sẽ dâng lễ để cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Phêrô. Một lần nữa xin Thầy Chí Thánh an ủi chị, các cháu và quý vị trong tang quyến. Xin chân thành phân hưởng. Sau đây chúng con xin mời vị đại diện